Thế thì nghe đó là khỏe rồi. Về đây rồi xin báo cáo với mọi người là chào Mỹ Giang, chào à, đúng rồi, bố về Mỹ được 24 tiếng đồng hồ thôi nhưng mà rất là mệt. Là bởi vì nó có những cái chuyện mà nó đầy ắp những cái mà mình về ở ở Việt Nam á. Mình biết ở Việt Nam là mình ăn ở Việt Nam là nó một cách khác ở chăng nữa đang có cái sự sung sướng về vấn đề thời tiết nè, về ẩm thực nè, về đủ thứ mọi cảnh vật nó kia, đợt thời tiết nè, buồn buồn xách xe chạy rong nè kia rất là sướng. Nó thẳng thẳng là mình không, mình rất là vô tư mà rất là hồ hởi phấn khởi. Thì về bên này thì nằm mùa đông rất là đau khổ, rất là đau khổ, bởi vì về đây nó quá lạnh. Bữa nay thì hiện giờ đang, nếu tính ra độ C là nó trừ nếu tính ra độ C coi thứ hai, nó tính ra độ C thì bữa nay nhiêu, hiện giờ ở chỗ này là 15 độ F, 15 độ F mà đổi ra độ C thì bao nhiêu đây, độ C rồi ok, trừ 9 độ, đang âm 9 độ mà nó không có tuyết mà nó âm 9 độ khơi khơi vậy đó. Thế thì nó rất là khắc nghiệt. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, tại vì mình phải về, đây là cái mùa thuế, về khai thuế làm đủ công chuyện mình. Nhưng mà trước mắt, trước hết là có một cái lời cảm ơn xin những người em, người Úc, người con, người cháu, người Việt Nam thân thương, bạn bè của mình. Mình thực sự là mình cảm động về tất cả những người mà đã ủng hộ. Mình không có kênh YouTube, chủ yếu là mình không phải là chào Ba Đồng, rồi mình không có làm gì trên cái cộng đồng mạng này vì tiền bạc cả, cho nên là vì đó mình không cần tiền, mình không có cần YouTube, cho nên mình rất là thương nhớ người Mỹ biết mình. Và đúng rồi, về Mỹ rồi à, về được một ngày 24 tiếng đồng hồ rồi nhưng mà bị trái giờ đó. Nó trái giờ thì ban đêm á, thì ở người ta ngủ hết rồi mình được thức, mình đi cùng khắp nhà, tại vì mình thời cái và cái đồng hồ sinh học của mình nó chưa có, chưa có hòa nhập được. Thì ban đêm thì người ta ngủ thì mình thức, hoặc người ban ngày thì người ta thức thì mình ngủ, vậy đó. Thì sẵn dịp đây thì trước mắt thì mình thực sự là cảm ơn tất cả những người mà quen biết mình trên không gian mạng, tất cả mọi người bạn bè từ xa đến gần, từ Nam đến Chí Bắc, rất là thương yêu mình, rồi những người con cái, con nuôi, con nói chung tất tần tật. Thì mình thực sự là mình cảm ơn tất cả những người đó mà mình về nước Mỹ này được an toàn. Thế thì mình hôm nay mình đây lên cái live này để mình báo cáo với tất cả mọi người mình về Mỹ rất thực sự là an toàn. Đúng 6 giờ chiều tối, 6 giờ tối ngày hôm qua, là bây giờ cách đây cũng khoảng 12 tiếng, trên 12 tiếng rồi. Thế thì mình làm cái live này để mình báo cáo với tất cả mọi người mình về Mỹ được an toàn và được khỏe mạnh, không có gì phải phiền hà. Và cái địa chỉ có nghĩa là mình được khai phục, khôi phục lại cái hộ khẩu đó, rồi xong rồi cái phải hộ khẩu, rồi bắt đầu mới nhập hộ khẩu vô địa chỉ mới, rồi cái đó là cũng bị gian nan nhưng phải có thời gian. Rồi khi cư gia nhập hộ khẩu được rồi thì bắt đầu mình phải làm thủ tục, làm chứng minh nhân cái gì ta, làm cái xin cái đổi số định danh đó, số định danh là xong bắt đầu mới làm thủ tục căn cước công dân đó. Rồi nó nhiều 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 giai đoạn, nhiều phức tạp lắm. Và cái đó mình phải có một cái sự gọi là chạy tới chạy lui rất là nhiều lần để mình đạt những cái hồ sơ còn thiếu, thí dụ như là hồ sơ còn thiếu, thí dụ như thế. Thì bây giờ 105 đồ chứ không còn 100% nữa mà 105 rồi. Bây giờ thậm chí cái xe mô tô mình mua mình cũng được sang tên chính chủ rồi, cũng được bấm số gọi là phiếu định danh thay xe được rồi. Cái xe được mình thì kể cái đó, mình kể cái chuyện vui. Thì nói chung là cái từ ở nước Mỹ thì họ không có mang một cái không có một cái gì gọi là đại khái gì, cái vấn số số xe họ không màng tới, họ không coi đó cái điều quan trọng. Nhưng mà ngược lại thì thường thường ở Việt Nam mình cũng còn mang một cái tính chất tâm lý về vấn đề phong thủy,
Cho nên vì khi cái bảng số đẹp mà thì nó làm cho người ta phải nghĩ là mình sẽ làm ăn được, rồi những điều may mắn cho mình, đại khái là vậy. Thì ngược lại thì ở bên Mỹ thì không biết, tao không biết gì chứ. Thì bữa đó đi xuống đi Hậu Nam, nó làm cũng hên, có Hậu Nam nó giúp đỡ về lời giấy tờ, cũng biên rồi cũng đủ thứ, cũng gian nan, cũng đóng thuế, nói chung nhiều lắm, nhiều vấn đề kêu khê lắm. Tại vì mình sang tên xe rồi bấm xe nó rất nhiều thủ tục lắm, rất rối, mình không biết, mình không rành. Thế thì Hậu Nam nó bấm ra, tôi anh à, chúng bố bấm bộ, tôi bấm ra chứ. Thế thì Hậu Nam cầm biển số xe nó la làng lên, nó nói, trời ơi biển số đẹp quá này kia, tầng mình ớ người ra mà nó cái gì đâu đẹp, số nào cũng là số. Tôi chỉ cầu mong sao có cái biển số về sao nó khỏi đi nữa chứ, đi mệt trời đó căng trang mà như ông hành bà hành vậy đó. À, thế thì mẹ bà nó vậy là xong rồi, nó kêu không, bố đứng đi con chụp một cái à. Thế thì bố được cái có cái biển số là 4445 đó, vậy đó. Đó là một cái vấn đề cũng hay vui vui, nói chung là về Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì mình là người Việt Nam thuần chủng rồi, mình không còn ở đây. Cái kỳ này là mình nói thẳng là mình đi du lịch Mỹ nha, không phải là người Mỹ đi về, không phải là Việt kiều Mỹ nha. Ở đây là Việt kiều Việt Nam đi du lịch Mỹ. Nhưng mà đi qua đây là cơ ngơi có sẵn rồi, du lịch lịch cái rồi bước vô nhà là có đồ, đồ chơi liền à, có đồ chơi liền à, đồ đầy đủ đồ chơi luôn, để quảng cáo cho mọi người chút xíu nha. Ê, về tới Mỹ là có đồ chơi liền, các cái đầy đủ thấy chưa, đó đó thấy chưa, thấy chưa, đồ chơi, nói chung là về tới Mỹ là có đồ chơi liền à. Khoe khoe với mọi người một chút, ở Việt Nam cũng vậy mà ở bên nước ở ở bên Mỹ cũng vậy, nó tức là về là có đồ chơi, không khoe gì chứ, không sợ chó nào chứ. Nói đừng chửi nha, chửi tao chửi lại à. Đây ra cho mày chứ, nó lạnh lắm bên này, mở 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 mới hết rồi đó, mới hết rồi đó, nhưng mà nó còn lạnh teo á, muốn ra ngoài là phải nó lạnh dữ lắm thấy chưa. Ở đây thì cây nó khô hết rồi, khô lá hết rồi, nó rụng hết rồi, ở ngoài này nó lạnh lắm đó. Thôi mình đi vô đi, đừng có ra ngoài, chừng nào mà mình chừng nào mà hút thuốc hút đồ thì chạy ra chút rồi chạy vô thôi, nó lạnh teo luôn đó. Thế thì rồi nói vậy cho mọi người hiểu là cái ok thì nó có cái này vui vui, nhưng mà về đây mình mới kể. Có nghĩa là như vậy, ở ở Việt Nam thì quên nữa, rồi một lần nữa xin hỏi mọi người ở dưới có nghe rõ không, cho một cái gì tín hiệu cho biết nghe rõ không ta, để biết để nói cho nói giống như khùng vậy. Chào Khánh Nam, chào Đức. Ở đây ờ à, bật cái này lên mới thấy, chặt bật cái lên thấy, còn không không thấy rõ thì mới nói tiếp nha.